trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với khung giờ quen thuộc của trò chuyện đêm khuya, phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, ngay lúc này đây thì Phương Huyền tin rằng những thính giả đã quen thuộc với trò chuyện đêm khuya thì không bỏ qua giờ phát sóng của chương trình. Với những ai không thể nghe chương trình qua radio thì chúng ta cũng có thể nghe qua trang web của đài ở địa chỉ cuocquayweb.voh.com.vn, chọn logo nghe FM online ở phía bên tay phải để nghe chương trình đồng thời như đang nghe radio. Còn với ứng dụng VOH Radio khi tải về điện thoại di động hay iPad của mình thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình dù ở bất cứ nơi đâu. Và Phương Huyền xin được nhắc cùng quý vị thính giả là số điện thoại 0839101101 sẽ nhận các cuộc gọi đăng ký tham gia của quý vị và các bạn vào lúc 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và đêm nay như thường lệ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cũng sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì Phương Huyền xin được kết nối cùng với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ alo. Dạ. Xin chào chị ạ. Xin chào chị Phương Huyền ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu ha? Dạ, em gọi đến từ tỉnh thôi chị. Cho em xin phép được giấu ạ. Dạ, vâng ạ. Rồi, bây giờ thì có lẽ là mình sẽ bắt đầu câu chuyện luôn ha. Dạ, dạ chị, năm nay em 24 tuổi, em có bạn trai á chị. Năm nay 27 tuổi. Mà em cũng quen lâu rồi, 5-6 năm rồi chị. Nhưng mà quen càng lâu thì em càng thấy là không quen lâu nên em đã chia tay. Nhưng mà gia đình của em á thì không đồng ý để cho em chia tay. Muốn cho em quay lại. Nhưng mà em thì không muốn quay lại tại vì tính của anh ấy không hợp với em. Với lại có nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống lắm chị. Nên em muốn nhờ cô Mai tư vấn giúp em là làm cách nào để em có thể là sống nhẹ nhàng hơn đối với gia đình của mình và không còn bận bị với bạn trai cũ. Dạ, nghĩa là mình thì mình muốn giúp nhưng mà gia đình vì lý do gì mà gia đình lại không muốn ha? Dạ. Về phía gia đình á, có lý do gì mà gia đình không có muốn bạn chia tay với người này khi mà bạn thấy không hợp? Dạ, tại vì em cũng không giống như chị là em với anh ấy là hơi xa, đi hơi xa quá với hạn cho phép rồi chị. Nên là mẹ của em là không đồng ý. Mẹ sợ là sau này sẽ có lực nhân quả nên là không có muốn cho em quen người khác nữa chị. Nhưng mà em đi tay bạn đó được mấy tháng thì em có quen cái anh học chung trường. Nhưng mà anh đó thì mẹ không đồng ý nên em cũng thôi luôn. Rồi bây giờ thì mẹ không tin em, hỏi thì mẹ cứ nói ừ này kia ngõ, em đi học thì nghe lời bạn bè nên bỏ bạn trai cũ. Rồi bây giờ mẹ cấm em tất cả mối quan hệ với bạn bè, dù là em nghĩ đó là không có vấn đề gì hết, chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng mà mẹ cũng không đồng ý. Bây giờ mẹ thì muốn em quay lại với bạn trai cũ. Hình như là bạn đang ghi âm đúng không? Tại vì chương trình này thì sẽ có phát lại ở trên web. Nên là bạn không nên ghi âm, bởi vì cái tiếng ghi âm nó sẽ ảnh hưởng. Nó nghe cái tiếng tít tít như vậy nó rất là khó chịu. Mình tắt cái ghi âm đi ha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, mình tắt ghi âm và Phương Huyền mời bạn. Dạ, mời bạn trò chuyện trực tiếp với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Dạ vâng, con chào cô ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Rất vui lại gặp lại Phương Huyền. Bây giờ thì cô xin phép để trò chuyện trực tiếp với khán giả của mình ha. Cô chào con. Dạ, con chào cô ạ. Con nghe cô rõ không? Dạ con nghe cô rõ à. Rồi, thế bây giờ ta bắt đầu trò chuyện con nhé. Thế con đang học gì hả con? Dạ con tốt nghiệp đại học xong rồi cô. Giờ con đang làm gì ạ? Dạ con chưa đi làm gì hết, tạm thời thì con ở nhà cô. Dạ, bây giờ đang ở nhà. Con có chuẩn bị tâm thế để đi làm chưa? Dạ cô, lúc mà con mới đi học á, thời gian thì con đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Nhưng mà một năm vừa qua á cô, con gặp quá nhiều chuyện nên giờ tâm lý của con bị bất ổn rồi cô. Rồi, cô hiểu rồi. Như vậy là bây giờ chưa có tâm lý sẵn sàng để đi làm đúng không con? Dạ, con cũng hơi lo lắng cô. Dạ, cô hiểu. Con cho cô biết là lý do vì sao con lại chia tay với bạn trai mặc dù là con đã có gắn bó khá sâu đậm với người này rồi. Dạ, cô, lý do cũng bình thường thôi cô. Tại vì anh nó không cho con tiếp xúc với, nói chung là bạn bè thân quá cô cũng không được nữa cô.
anh ấy không cho, bạn đó không cho con làm theo ý của con á cô, cứ muốn con đi làm cái này làm cái kia làm cái nọ, cái không hiểu cảm nhận của con sao hết cô. Rồi từ từ con có thể cho cô một cái ví dụ cụ thể đi. Dạ, con đi học á cô, buổi tối thì hỏi con gì chứ, đi tới con thì phải lên thư viện, thì bạn nó hỏi là trên thư viện có ai hả, sao mà đi hoài vậy, tối ngày ghen tuông gì đó cô, quản lý cuộc điện thoại của con, kiểm soát phải không ạ? Dạ, kiểm thậm soát chí hành vi giao tiếp và điện thoại. Dạ, còn theo dõi con trên Face nữa đó cô. Dạ. Dạ. Trên Face rồi gì nữa không? Dạ trên Face cô, rồi bắt đầu bạn á, nói chung là la gặp nhắn tin cho tất cả những người mà like cho con hay là nhắn tin cho con hay là gì đó cô. Dạ. Tức là bạn ấy đã có những cái hành vi kiểm soát mà con thấy rằng không có thoải mái. Dạ. Yeah. Nhưng mà từ đó thì con thấy rằng con có bị mất niềm tin nơi bạn hay bạn bị mất niềm tin nơi con không? Cô lúc đầu thì bạn ấy đã, nói chung là từ lúc con đi học á, thì anh ấy có một chút gì đó biểu hiện hơi là ghen á cô. Yeah. Rồi thấy sau này từ từ mạnh lên cô. Nói chung từ con á thì cũng... Ừ, cũng hơi đi quá xa quan hệ bạn, quan hệ tình cảm, tình yêu một chút xíu. Dạ. Chút nên xíu là... Con là đã, cô xin hỏi con là một chút xíu có nghĩa là đã có quan hệ thể xác với nhau chưa? Dạ, cũng có cô. À, rồi. Thế cô hỏi thăm con là con thì tốt nghiệp đại học, còn anh thì đi làm gì? Dạ, anh ấy hiện tại bây giờ thì đi làm á cô. Làm mấy tỉnh, con cũng không làm là làm nghề gì nữa. Tại vì không quan tâm thôi cô. Cô quen nhau 5-6 năm mà không biết bạn mình làm gì, nghề gì hả con? Anh ấy cũng mới tốt nghiệp cây à cô, đi làm rồi con cũng không hỏi tới, lúc con chia tay là anh ấy chuẩn bị đi làm á cô. Cho cô hỏi thăm con á, là con anh ấy học cái gì ra, học ra trường là học ngành gì? Thì anh ấy học nghề cô. À, trung cấp hay là sao? Thì anh ấy học cao đẳng. Cao đẳng, dạ. Dạ. Thế tụi con chia tay nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng gần 1 năm rồi cô. Gần 1 năm nay thì cái mối quan hệ của tụi con dừng lại nó như thế nào? Có gặp mặt, có nhắn tin, có gì nữa không con? Dạ, anh ấy thì ở gần nhà cô, con á cô, nên cứ thỉnh thoảng kiếm cớ đi qua nhà con ngoài. Về là có thể là về nhà là về nhà con chứ ít có về nhà của anh ấy lắm. Ít có về thẳng nhà của anh đó lắm. Cho cô hỏi thăm về nhà con có nghĩa là ở lại nhà con hay là sao? Không ở cô, chỉ gửi đồ thôi cô. Cô chưa rõ, con có thể nói thêm không? Dạ có nghĩa là nhà của anh ấy thì không có phương tiện để đi vô, nên anh ấy phải gửi đồ nhà của con rồi anh ấy mới về nhà. Dạ. Rồi sau khi đi ra thì lại lấy đồ để đi tiếp. Dạ. Như vậy là nhà anh ở trong sâu hơn nhà con. Dạ. Nhà con ở ngoài lộ, cứ như hiểu như vậy, còn anh ở trong ruộng. Dạ. Ví dụ vậy đúng không dạ. Con? Dạ. Rồi. Dạ. Thế thì những lúc mà anh ghé lấy đồ rồi gặp gỡ vậy thì có trò chuyện gì thêm nữa không? Mà anh có nói bày tỏ cái gì, anh có thay đổi gì trong cái thời gian mà chia tay gần 1 năm đó không? Dạ cô thì cũng nói chuyện bình thường thôi cô. Mà cô, anh ấy rất khó chấp nhận cô. Khi mà anh ấy chia tay với con á cô, anh ấy điện thoại nói chuyện với tất cả những người lớn trong nhà của con, với bà của con, nói gì thì tụi con đã có quan hệ thể xác với nhau vậy đó cô. Vậy đó. Dạ, đó là nói hết. Đó hết luôn cô. Lớn. Dạ. Rồi bắt đầu nói là con điện thoại thì không nhắn tin, không trả lời gì đó cô. Làm sao đó cô không biết nữa cô, nó đủ hết trơn. Con mà nói gì là nói lại cho gia đình của con nghe hết luôn cô. Cái bắt đầu gia đình của con á cô nổi lên, cô ơi, la chửi con quá trời luôn, thậm chí đánh con nữa đó cô. Như vậy thì khi đó anh biết những chuyện đó thì anh ứng xử với con thế nào? Anh không nói gì hết cô. Và khi con nói chuyện chỉ nói là anh... chỉ nói là tại có lỗi gì xin lỗi gì xong rồi cô, và nói là bây giờ anh muốn em quay lại với anh vậy thôi cô. Dạ. Nhưng mà cô hỏi thăm con là khi anh nói cái chuyện tụi con quan hệ với nhau như vậy đó thì mục đích của anh làm gì, con có biết không? Anh ấy nói là mục đích là để kéo con quay trở về á cô. Dạ. Và con thấy cái điều đó nó có hợp lý với con không? Dạ không cô, con rất là, nói chung là con rất là bức xúc vì vấn đề đó. Con không ngờ anh ấy là người như vậy cô. Nhiều lần con cũng có định sẽ quay lại cô, nhưng mà là anh ấy làm con không coi được, nói với mẹ con này kia nọ, vậy vậy vậy
nói con lên file này kia chat với bạn bè, nhắn tin điện thoại với ai đó, rồi nói con nghe lời người này người kia, bạn học của con, để con chia tay em đó thôi cô. Cho cô hỏi thăm theo con quan niệm của hôn nhân là như thế nào? Dạ, cô thì lấy con thì như thế nào? Theo con đó, con nghĩ là nếu mà lấy nhau thì hai vợ chồng phải đối xử với nhau thế nào? Cô, hai vợ chồng con nghĩ đối xử với nhau bình đẳng thôi cô, tôn trọng lẫn nhau mà sống, chứ con cũng không muốn là chồng phải nghe lời vợ hay là vợ phải nghe lời chồng. Con không thích như vậy, và con muốn được sống cuộc sống mà giống như là con nghĩ là được được theo ý của mình, theo sự ước muốn của con thôi cô. Cho cô hỏi thăm là ngoài cái điều đó ra thì con thấy rằng là con có nhận định thêm về cái cuộc sống hôn nhân khi mà mình lấy nhau đó mình sẽ như thế nào? Ngoài cái dạ sự tôn không. trọng và cái sự thoải mái ra đó thì những cái gọi là con có muốn can thiệp vào cái đời sống riêng tư trong giao tiếp của chồng con không? Dạ không cô, từ đó tới giờ con chưa hề can thiệp vào cuộc sống giao tiếp của bạn bè cô. Con vẫn nói chuyện bình thường, và con cũng chưa chuẩn bị gì cái chuyện cưới xin hay hôn nhân hết trơn đó cô ạ. Dạ, cho cô hỏi thăm con một chút nữa là tụi con nếu như hồi đó đó tụi con yêu nhau thì con phải thấy anh có 5-6 năm như vậy thì con phải thấy anh có một cái ưu điểm gì khiến cho con để ý và con chấp thuận chứ? Cô thì hồi đó con thấy anh nói là cũng dễ thương, cũng hiền thật, thì cũng dễ chịu cô. Từ từ sau này con tiếp xúc được thì con mới thấy là ảnh rất là cọc cằn cô, ảnh gia trưởng lắm, ảnh muốn tất cả mọi người đều nghe theo lệnh của ảnh, chứ ảnh không muốn phục tùng ai hết á. Và như vậy đó thì đã làm cho con cảm giác con xa dần ảnh, thay vì con gần gũi thì con lại thấy khoảng cách giữa hai người yêu nhau ngày càng xa. Và khi mà 5-6 năm yêu nhau như vậy thì anh có quan tâm chăm sóc cũng như chia sẻ với con điều gì không? Dạ có, cô cũng quan tâm chăm sóc bình thường cô, cũng chia sẻ, nhưng mà thời gian sau này á cô, nhiều khi con nói chuyện á mà ảnh cứ gạt ngang không mà cô, ảnh cứ nói thậm chí ảnh còn ghen cho anh ngủ anh bà con của con nữa đó cô. Như vậy thì cái niềm tin nó giảm sút một cách kinh khủng đúng không con? Dạ. Và cái nhưng sự mà chăm sóc, cái chăm sóc đối với con thì có còn được như trước không? Con cũng không biết nữa cô, tại vì con cũng ít có gặp mặt lắm. Thế thì trung bình tụi con gặp nhau lúc mà còn đang thuận thảo đó thì gặp nhau bao lâu? Bao lâu gặp nhau là? 1 tuần cũng có, 2 tuần cũng có cô, nhiều khi cũng 3-4 tuần. Tức là nó không có một cái gọi là cái gì nó cụ thể rõ ràng. Tức là có điều kiện thì gặp thôi, chứ cũng không phải là phải có một cái sự mật thiết, rồi cái sự gắn bó, một cái nhớ nhung, một cái lưu luyến gì đó, mà có điều kiện thì gặp thôi. Thế bây giờ cho cô hỏi thêm á, là khi mà con phát hiện ra cái chuyện con muốn chia tay là do anh quản lý cái giao tiếp của con, hay là còn có nguyên nhân gì khác nữa? Dạ cô, chỉ là quản lý giao tiếp, chứ tại anh ấy nổi cơn bất cứ lúc nào á cô, có thể là ghen lúc nào cũng được. Nhiều lần con càng suy nghĩ là con càng năn nỉ á cô, càng nhân nhượng thì càng lắm tới cô. Cái một lúc nào đó con chịu không nổi nữa, con bắt đầu nói lên, con bắt đầu con chịu không nổi, cái anh mới nói là tại sao hồi đó hiền quá bây giờ tự nhiên dữ lên. Gia đình bên đó thì đối xử với con thế nào, bên người bạn trai đó thì cũng bình thường thôi cô. Còn gia đình con thì theo con thì có phải là áp lực với con đó quay trở lại với anh này chỉ vì là con đã lỡ quan hệ rồi không? Dạ không cô, con không hối hận những gì con đã làm đâu cô. Không, cô không hỏi con mà cô đang nói là cái áp lực gia đình của con á. Gia đình của con, dạ vấn đề đó đó cô. Đó thì có phải là vì cái chuyện mà con lỡ quan hệ rồi cho nên là lỡ rồi thì phải lấy, không cần biết là sướng hay khổ? Dạ cô cho con nói luôn cô. Dạ là lúc mà con chia tay anh đó được mấy tháng á thì con có quen người bạn học trong trường, nhưng mà mẹ gia đình con thì không chấp nhận anh đó nên con cũng chia tay rồi cô. Từ đó gia đình cũng không còn tin con nữa. Dạ. Tại sao lại không tin? Tại vì con quen một bạn trai khác, gia đình không đồng ý con không quen nữa thì tại sao lại không tin? Cô chưa không tin, không tin là con đã chia tay với anh đó rồi cô, mẹ con không đồng ý. Thì con cũng chấp nhận, mẹ con nói là con bắt cá hay ra tay. Nhưng mà con á thì đã chia tay rồi con mới quen, nhưng mà mẹ con không đồng ý thì thôi, nên con cũng chấm dứt luôn cô.
mà mẹ con thì không tin. Hỏi ra thì nói con là vẫn còn đang quen với anh đó. Bây giờ thì con nghỉ học, con ở nhà tốt nghiệp rồi, con không đi làm, mẹ con đâu có thấy con quen ai. Như vậy con đã hóa giải được cái việc là đã chia tay với bạn trai mới chưa? Dạ chia tay xong rồi cô. Con chia tay nhưng cũng mà lâu lắm bây rồi. giờ mẹ con biết rồi mà. Tại vì mẹ con không tin, nhưng bây giờ đó là cái lý do là mẹ con không tin con là bởi vì sợ là con vẫn tiếp tục quen. Nhưng mà trong thực tế thì con nói là bây giờ con tốt nghiệp, con ở nhà, con chưa đi làm gì hết, tức là không giao tiếp với ai hết, thì tại sao con vẫn không tin? Đó, ý của con hỏi chuyện đó. Dạ cô, thì nó lấy lý do là con anh phai, con nhắn tin hàng đêm, vẫn nói chuyện bình thường được với người đó cô. Nhưng mà thực tế thì ai kiểm soát Facebook của con? Dạ không ai kiểm soát hết cô, mà bạn của con á cô, là cái anh mà bạn trai trước của con á kiểm soát cô. Lại tiếp tục kiểm soát và tiếp tục thông tin như gia đình đúng không? Ba mẹ con bao nhiêu tuổi ạ? Dạ ba mẹ con cũng gần 50 rồi cô. Ba con có ý kiến gì không hay chỉ có ý kiến của mẹ thôi? Dạ ba con thì bên con cô, nói chung là con nói thì ba con nói vẫn tin nào? Bà nhưng tin mà là mẹ con nhưng chia tay mà là đúng hay là sao? dạ nói là con đã chia tay rồi, ba con vẫn tin là con đã chia tay nhưng mà mẹ Là con như thì cái không người tin bạn cô. thứ hai phải không con? Tức là ba Dạ con tin cái chuyện con không có quen cái người bạn trai thứ hai. Và đối với người bạn trai thứ nhất thì ba con có ý kiến như thế nào? ba con thì không thấy như tính ghen của anh đó cô. Không sao. Dạ cha con không đồng ý tính ghen của anh đó, tại vì đó ghen cái nỗi mà cha con thấy luôn đó cô. Và như vậy thì ít nhất là trong gia đình thì hai người quan trọng nhất, chính yếu nhất là ba và mẹ. Thì mẹ đứng ở phía phụ nữ, sợ rằng con lỡ quan hệ trước hôn nhân rồi, cho nên bây giờ sau này con lập gia đình với ai thì cũng sợ con khổ sở. Nó cũng có cái lý của nó đúng không con? Dạ Còn ba con á, thì đã dự báo trước được cái sự ghen tuông nó thái quá như vậy, cho nên ba con ủng hộ con đúng không? Dạ Và bây giờ vấn đề còn lại là con nghĩ rằng là mình có đủ bản lĩnh để mình giữ được cái sự tự do của mình không? Dạ cô con không biết nữa cô. Thật sự đó thì con rất là khổ luôn cô. Mẹ con mỗi lần mà bạn trai của con trước đó cô mà nói dụ mà liên quan tới chuyện Facebook này kia bạn bè đó cô, là bắt đầu mẹ con phát lên, mẹ con la con quá trời luôn cô, chửi quá thì chửi luôn mà chửi nói những câu mà con không thể nào nói cho cô nghe được. Dạ cô hiểu. Con là người có học thức cho nên cô nói lại với con điều này. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng là anh bạn trai cũ của con đã càng ngày càng càng bế tắc trong cái chuyện mà áp lực để con quay lại đó. Tại vì á, anh đáng lẽ anh phải dùng cái tình cảm, anh phải thay đổi, anh điều chỉnh để Nói với con có con. thể đến với con được đúng không? Cũng giống như là con đã chia tay với người bạn trai thứ hai thì Dạ. thôi mẹ không đồng ý thì thôi con chia tay, thế chưa có gì sâu đậm cả. Nhưng cái quan Dạ. trọng ở đây á là nếu như anh thử dùng một cái biện pháp khác, đó là anh thay đổi, thì có lẽ mọi chuyện nó có thể khác đi đúng không con? Cô trước đây á cô anh nó không hề thay đổi cô, mà anh ấy chỉ là chị cứ nói chuyện tới tối nó sốc, nói nặng con lắm cô. Rồi cái bắt đầu sau này á cô, cái đầu xuống nước năn nỉ vì nói sốc này khi cô cứ quay lại hoài cô. Cô biết rằng khó khăn lắm con mới dám đưa ra một cái quyết định là chia tay sau khi đã có quan hệ đúng không Dạ yeah. con? Tại vì con ở dưới tỉnh thì dẫu sao chăng nữa thì con phải yêu thật yêu con mới dám trao thân. Nhưng mà khi mà đã dứt khoát sau khi trao thân rồi mà dám dứt khoát dừng lại cũng có nghĩa là con phải đấu tranh ghê gớm lắm đúng không nào? Vì vậy cho nên á, hôm nay con nói với cô là bây giờ đó con cảm thấy con bất ổn, con không có yên tâm để con làm việc. Nhưng mà thực tế thì con có một cái sức mạnh tinh thần từ nơi cha con. Cái thứ hai là cái bối cảnh, cái môi trường con sống ở đây không phải sống ở thành phố. Con cứ hình dung xem đó, bây giờ con không có tiếp tục với anh bạn trai này vì có nhiều cái điểm. Điều đầu tiên là không tin nhau đó. Và bây giờ con chẳng còn yêu anh, con chẳng có tôn trọng nhau nữa. Thì rõ ràng cái chuyện thầm kín nhất đáng lẽ là cái chuyện đó là chuyện không nên nói ra, chuyện của hai người thôi. Và bản thân con cũng không được nói ra đúng không ạ? Vì đó là mình tôn trọng cái trân trọng cái riêng tư, cái tình cảm riêng tư. Nhưng ở đây đáng tiếc là bạn trai con lại đi nói với lại những người thân yêu của con để làm áp lực với con. Hóa ra là anh đã chọn lựa một cái cách bảo vệ tình yêu của mình nó không có chính đáng, cho nên con thất vọng đúng không nào? Như cô cho con nói một chút xíu rồi cô. Dạ Anh nói đó cô rất là khó khăn cô,
như là bạn của con giỡn đùa với nhau thôi cô, bình thường trên lớp đang đi học bình thường thôi cô, anh cũng không chịu nữa rồi đó cô. Con chỉ vô tình chụp hình chung với bạn con thôi cô, đi đi tại vì tụi con có một chuyến đi thực tế nên tụi con đã vô tình chụp hình chung với nhau, anh ấy thấy rồi bắt đầu anh ấy cũng nổi cơn lên với con đó cô, thật ghê gớm luôn đó cô. Thực ra thì cô chỉ hỏi con là sau này đó, khi mình đi ra trường ra đời mình đi làm việc thì con phải quen có trai có gái đúng không con? Dạ. Và như vậy thì nếu mà với một người chồng mà họ cứ lo giữ gìn mình như vậy thì con nghĩ là mình có thể vượt qua được không? Dạ cô ơi, con không biết đâu cô, con không vượt nổi đâu cô, tại vì mỗi lần anh ấy nhớ về ai cô, chuyện đó xong rồi yên ổn rồi đúng không, thời gian sau mà hai đứa có chuyện cũng lo chuyện đó ra nói đó cô. Dạ, tức là vừa vừa là suy nghĩ kiểm soát cái người yêu của mình, cái người vợ tương lai, và đồng thời lại hay nhắc lại cái chuyện cũ để mà làm mất đi cái bầu không khí bình an của tụi con đúng không? Dạ. Yeah. Lúc mà hai đứa tụi con cãi nhau á cô, giống như ừ hỏi con không trả lời, con nói con đi công việc vậy đó cô, cái đầu nhắc lại ừ hồi đó cũng đi chơi với người này người kia người nọ gì đó con, nói gì đó cô. Thì hiện giờ thì con nó còn một chút tình cảm nào với anh không? Không cô, trước đó thì con cảm nhận được là con còn một cái gì đó cô, nhưng mà từ lúc mà anh ấy nói với tất người cả mọi chuyện, dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ sao là tình đó. Yêu không còn, tình yêu không còn. Yeah. Tôi sao đâu có đó cô, con bị đánh quá trời. Yeah. Cái đau thể xác không quan trọng bằng cái đau tinh thần đúng không con? Yeah. Con cảm thấy con bị tổn thương, không được tôn trọng, đúng không? Như vậy yeah là con không còn tình yêu, con không được tôn trọng. Và con có niềm yeah tin không? Con thì vẫn có niềm tin cô, nhưng mà gia đình niềm của con đó cô, bạn không ai tin con hết được cô. Cô hỏi con là con có cái niềm tin vào, cái độ tin cậy với cái người mà yêu cũ của con không? Dạ cô, con không biết đâu cô, tại vì rất là nhiều lần con mới đưa ra quyết định chia tay đó cô. Dạ, yeah. Như vậy ba cái yếu tố căn bản, một là không có tình yêu, không tôn trọng và không có tin cậy, thì làm sao mà đến hôn nhân được. Vì vậy cho nên cô đang nói với con phải tận dụng. Thứ nhất là con không có phản kháng lại mẹ, bởi vì giờ hiện tại con cũng chưa có giao tiếp và con cũng chưa quen ai cả, đúng không con? Không có dạ phản cô kháng gì hết. Nhưng rồi mà cô biết sao không? Ừ. Dạ, mẹ con của cô nói là bạn trai của con điện thoại cho mẹ nói là con đang có ghẻ đó cô. Cái gì cơ? Dạ, cái bạn trai cũ của con, cô điện thoại cho mẹ con hôm trước nói là con đã có ghẻ rồi, nói gì đó cô. Tức là báo cho mẹ con là có bạn gái khác phải không? Không, con đã có bạn trai khác, nói con có bạn trai mới rồi. À, thế thì như vậy đó, cô nói với con đó, không sợ người ta nói sai. Con nghe cô nói này, thứ nhất con đừng làm gì sai là con không sợ, đúng không? Tại vì con ở nhà, giờ con chưa đi làm, chưa giao tiếp gì cả. Và nếu như đây lại thêm một điều nữa là làm cho con lại xa anh thêm thôi. Đó. Và con đang có hậu thuẫn của ba con, ba con biết những chuyện này. Và điều quan trọng đó là con đang sống ở dưới tỉnh, dưới quê. Cho nên nếu như bây giờ đó con không có phản kháng, con cũng tạm thời con chưa giao tiếp gì hết, mà hãy tích cực đi tìm việc làm để đi làm. Còn cái việc con quen ai, con như thế nào đó, thì cô đã nói rồi, quen hay không là do mình mà. Mình biết thì yeah biết. Cho vấn đề quan trọng là, cô nói lại là ba mẹ con á, ba con thì đã hiểu cái chuyện đó, ba con đồng ý rồi, không có ép con lấy cái người này. Nhưng mà mẹ con á thì lo lắng là lỡ sau này con khổ thì cũng có lý do. Nhưng mà nếu như con cứ kéo dài, ví dụ như là bây giờ con không quen ai, con sang 25, 26 tuổi thì chắc chắn lúc đó mẹ con sẽ thấy rõ ràng là mẹ con sẽ phải là người ủng hộ con trong cái chuyện mà con đi có bạn cũng như là con đi kết hôn. Còn lúc này đó, thì mọi chuyện nó đang rối con ạ. À, mọi chuyện nó đang rối bởi vì cái anh này liên tục anh tác động tới mẹ con đó. Để cô, mẹ con cũng từng nói là cô, nếu như mà mẹ con chỉ trả cho một mình người đó thôi cô, còn không thì con tự động xách gói đi theo. Nè, thế thì bây giờ đó thì ở nhà đâu phải một mình mẹ con quyết, còn những bậc trên mình nữa ha. Nhưng mà lúc này đó nó đang không bất lợi cho con, thì cái cách tốt nhất mà thuyết phục gia đình không phải là cách đối đầu, thì mình làm con mà, con hiểu không? Con không thể dạ, tuyên bố hiểu rằng là bây giờ đó là bà nói vậy tôi tuyên bố là tôi sẽ không nhìn mặt bà, mình không nói như vậy được đúng không ạ? Mà cái dạ, phát điểm mình phải hiểu là mẹ sợ con sau này con lỡ quan hệ trước hôn nhân thì sau này con lấy ai con bị rẻ rúng, bị coi thường theo quan dạ, điểm của người xưa đó con. Và như vậy cho nên ráng ép con lấy, con hiểu không?
thì cái lý do nó cũng phải là sai. Nhưng nếu con không yêu, không tôn trọng, không có tin cậy, và càng ngày anh ta lại càng làm áp lực với con như vậy, càng dựng lên những cái chuyện để cho con buộc phải lấy anh, thì rõ ràng lại càng làm đẩy con ra xa thôi. Và vì vậy cho nên nếu con không làm sai thì con đừng sợ. Và thái độ của con tốt nhất là gì? Tránh tiếp xúc, không gặp gỡ. Thế thôi. Dạ cô, mỗi lần mẹ con la cô là con im lặng, con không nói nữa cô. Dạ. Rồi bắt đầu mẹ con nói là mẹ con đi ra mắc cỡ với hàng xóm lắm. Nếu như mà mẹ không dạy được con đó, là mẹ sẽ bỏ nhà đi. Nhưng mà dạy đây không có nghĩa là mà mẹ con bắt con lấy cái người mà con không thể yêu thương. Giống như trong hôn nhân con thấy không, vợ chồng được đăng ký kết hôn khi yêu nhau, lấy nhau, mà khi người ta không hạnh phúc thì pháp luật còn cho ly hôn. Muốn gì đây là chưa có gì ràng buộc. Mà dạ, cũng may là anh này anh cũng bộc lộ ra cái kiểm soát, những cái gọi là cái khống chế con, vì cũng có một cái sự nó hơi nhạy cảm, đó là cái sự chênh lệch về học vấn nữa, con thấy không? Rồi có thể là cái môi trường làm việc sau này rồi con cũng có thể có những công việc nó tốt hơn. Đó, thì đôi khi người ta lại thấy là cái sự giao tiếp của con nó rộng rãi ở một cái môi trường nó tốt hơn thì sao? Thì lúc đó lại càng tăng thêm cái sự kiểm soát, thì chắc chắn là không ai muốn mình kiểm soát người khác, cũng chẳng ai muốn mình bị kiểm soát, đúng không con? Vì con trưởng thành thôi. Thế thì cái nguyện vọng chính đáng của con á, cô nghĩ rằng nếu con không làm gì sai, con không làm gì bậy thì con không sợ. Cô chỉ sợ mình làm sai thôi. Nghe con ha. Cái lớn nhất mà đáng tiếc đó là mình trao tình yêu không đúng địa chỉ, thế thôi. Dạ cô, mà bây giờ mẹ con nói gì mẹ cũng không tin hết trơn á cô. Dạ. Nhưng mà người đó nói gì mẹ con sẽ tin cô. Dạ, nhưng mà đâu có phải tất cả mọi người trong gia đình con đều tin. Nhưng mà cô, ba con sẽ không được qua quyền mẹ con cô. Thế thì cô hỏi con á, là con không cãi lại mẹ, con không có chấm đồng ý kết hôn thì làm sao hôn lễ có thể cử hành được? Vấn đề quan trọng ở đây là gì? Mẹ cứ để cho con suy nghĩ, và anh phải chứng tỏ được, anh thuyết phục được là con cảm thấy yêu anh thì mới có hôn nhân được. Con hiểu không? Mẹ con nói, mẹ con á cô, lúc mà nói chuyện với mọi người xung quanh đó cô, mẹ nói bình thường lắm. Khi mà nói chuyện với con mà hai con người cô lâu lâu á cô, là lâu chuyện không biết hồi nào ra nói đó cô. Cho nên những gì con cần nói với chương trình thì con đã nói đầy đủ rồi. Vấn đề còn lại con phải biết mình muốn gì, và bản thân mình phải có một cái gọi là cái nghị lực và cái bản lĩnh, cũng như là cái gọi là cái sự sáng suốt và khôn ngoan, để mình có thể bảo vệ được cái sự tự do của mình mà không có làm tổn thương ai hết. Anh ta càng nói thì cái người xấu không phải là con. Con hiểu không? Còn đối với mẹ con á, thì phải có thời gian để cho mẹ con hiểu con hơn. Đối đầu với cha mẹ thì không nên, nhưng để thời gian dần dần giúp cha mẹ hiểu mình hơn thì cái điều đó con hoàn toàn có thể làm. Vấn đề ở đây đó là cô đề nghị là con phải nhanh chóng tốt nghiệp rồi phải đi làm chứ không có ở nhà. Dạ cô, mà còn vấn đề nữa cô, mẹ con ra điều kiện với con á, là khi nào con quay trở lại với anh đó thì con mới được có điều kiện để đi làm. Tức là không cho con đi làm nhỉ? Dạ, nói chung là bây giờ thì xin đi làm rất là khó hết cô. Nói chung là nếu con không quay lại thì ba mẹ sẽ không lo lắng chuyện đi làm của con. Rồi, vậy thì con có thấy là bao nhiêu bạn sinh viên tốt nghiệp người ta tự cậy cục ta làm? Nhưng mà con không được bước ra khỏi nhà cô. Thì không làm việc này thì làm việc khác. Nói chung là mình sẽ nghĩ là nhiều cách để làm. Tại lúc này con đang bị áp lực bởi tình cảm, chứ cô thấy có nhiều bạn người ta nghĩ là nhiều việc lắm. Và thậm chí hãy sử dụng thời gian một cách có ích. Nếu bây giờ con chưa được ra khỏi nhà, con có thể học thêm. Tự con có thiếu gì? Bây giờ một cái thế giới phẳng, một thế giới mạng, nó rất nhiều điều hay để con học. Rồi con có thể tự ôn luyện được mọi thứ, và con có thể tự tìm việc được, và con có thể làm được nhiều thứ nữa con muốn. À, vấn đề ở đây á, cô đang sợ rằng chính cái áp lực nó kéo dài làm cho con nhụt chí, làm cho con thiếu cái bản lĩnh thôi. À, con thực sự nên... con thiếu bản lĩnh thiệt đó cô. Còn nhiều lúc con cũng muốn đi làm với bạn của con ở trong thành phố đó cô, nhưng mà con vẫn không được đi, con vẫn không được ra khỏi nhà cô. Bây thực giờ con đi đâu mẹ con cũng chỉnh hết. Cô nói với con á, thực ra đó là tại vì con đang cho phép mình không được đi làm, không được ra khỏi nhà. Chứ nếu ý thức đầy đủ về cái trách nhiệm với cái gì của công dân thì con hoàn toàn là người trưởng thành rồi. Con hiểu không? Nhưng cô đang muốn nói với con rằng là bản thân con phải tìm cách thuyết phục để mẹ hiểu ra vấn đề, và không có vì áp lực mà nhắm mắt lấy cho qua,
rồi sau đó lại bỏ nhau, thì lại sinh con đẻ cái, tội nghiệp cho con cái thôi. Thì cô, nhưng mà con không biết cách nào để dùng để thuyết phục mẹ. Con đã dùng nhiều cách lắm rồi cô. Rồi, con nói là thì... con không yêu nhau nữa, giờ mẹ đừng cô đang ép nói nữa. với con điều này ha, là bây giờ con không có bình tĩnh, chứ tất cả những gì con hỏi thì nãy giờ cô đã trao đổi với con rồi. Cô vừa phân tích, vừa giảng giải để cho con thấy được là con cần phải làm những cái gì. Nhưng mà đúng như con mở đầu là con đang rất là bất ổn, cho nên cô đề nghị là con sẽ lên trang web để con nghe lại cái chương trình của mình ha. Những câu mà con hỏi, những gì mà con thắc mắc thì cô đã lần lượt trả lời cho con rồi nha. Cô nói lại điều quan trọng nhất, không ai sống thay cho mình. Nếu con không làm điều gì sai thì con không sợ, và con không bao giờ đối đầu với cha mẹ để mình mang tội bất hiếu, nhưng thuyết phục cha mẹ và chứng minh cho cha mẹ thấy rằng mình suy nghĩ đúng và mình không làm gì sai, thì cái đó con có thể làm được. Con phải tự tin vào bản thân mình chứ, đúng không nào? À, cho nên bây giờ tạm dừng ở đây con ha, để nhường cho các bạn khác nữa. Và cô hy vọng rằng con nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba thì con sẽ biết rằng con cần phải làm gì. Và cô chúc con đủ bản lĩnh và sáng suốt để con có thể coi như là bảo vệ được cái quyền lợi chính đáng là không kết hôn khi mình không còn tình yêu. Chào con. Dạ, con chào cô. Dạ vâng, xin chào bạn. Và như cô Mai nói thì bạn hãy nghe lại thật kỹ cái phần trò chuyện vừa rồi của cô. Và cái câu cuối mà cô dặn thì bạn cũng nên nhớ. Ban nãy thì Phương Huyền có hỏi là vì sao mà gia đình lại không chấp nhận. Vì quan trọng là khi chưa đi đến hôn nhân mà đã không còn tình cảm thì đó thực sự sẽ là một bi kịch, nếu mà vì một cái vấn đề gì đó mà chúng ta phải chấp nhận kết hôn với một người mà chúng ta không yêu thương. Vâng, bây giờ trước khi kết nối cùng với thính giả tiếp theo thì xin được dành thời gian cho quảng cáo. Từ sản vật mà thiên nhiên ban tặng kết hợp với công nghệ tinh luyện hiện đại hoàn toàn nhập khẩu từ châu Âu, tập đoàn Sao Mai An Giang cho ra đời sản phẩm dầu cá cao cấp Rani, phù hợp cho bếp ăn của mọi gia đình. Ngon. Món chả giò và rau xào của em hôm nay tuyệt lắm. Tay nghề nấu ăn của bà xã tiến bộ rõ rệt nha. Bí quyết đơn giản chỉ là nhờ có dầu cá cao cấp Rani này đó chồng. Nè nghiêng, dầu cao cấp Rani 100% dầu cá tinh luyện. Mà anh biết rồi đó, dầu cá là dưỡng chất bổ sung cho cơ thể các thành phần axit béo không no omega 369 gồm EPA, DHA và vitamin A, vitamin E một cách tự nhiên, tốt cho sức khỏe lắm đó. Dầu ăn này hay đó bà xã. Hay là chút xíu vợ chồng mình ra siêu thị mua biếu ba má và chai dầu Rani nha. Chồng an tâm đi, em đã mua biếu ba má rồi. Dầu cao cấp Rani này rất tốt cho trẻ nhỏ nữa đó. Bà xã chu đáo quá. Từ nay có Rani, các món chiên xào thêm ngon, sức khỏe cả nhà mình được bảo vệ, đúng không? Dạ. Rani làm bà xã anh đáng yêu lắm nghe. Tất nhiên rồi. Dầu cá cao cấp Rani, sản phẩm của tập đoàn Sao Mai, 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang, được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dầu cá Châu Á. Dầu cá cao cấp Rani, ngon cho chồng, tốt cho con, tuyệt vời cho cả gia đình. Quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya trực tiếp trên FM 99.9 MHz từ 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và thời gian nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị và các bạn là từ 21 giờ đến 22 giờ tối thứ sáu. Quý vị nhớ gọi đúng vào thời gian chương trình nhận điện thoại, bởi vì ngoài thời gian đó ra thì sẽ không có thư ký làm việc, nên là đôi khi sẽ mất thời gian của quý vị. Và mỗi tuần thì chúng ta chỉ có một chương trình với hai thính giả mà thôi. Nên những thính giả nào đã đăng ký mà chúng ta không được kết nối thì cũng mong quý vị thông cảm, bởi vì như tiêu chí của chương trình thì chuyên gia sẽ tư vấn một vấn đề thật kỹ để nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng có thể tham khảo từ những câu chuyện đó. Và bây giờ thì cho Phương Huyền kết nối cùng thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo chị. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ. Dạ. Hey, chị đang gọi tới từ đâu chị ha? Dạ, chào chị, em đang gọi đến từ Bình Dương chị ạ. Dạ, mình nghe tốt đúng không ạ? Dạ, em nghe hơi nhỏ chị ạ. À, nghe hơi nhỏ ạ. Dạ. Điện thoại của mình có mở loa ngoài ha, và cố gắng đẩy hết cái âm lượng để mình nghe cho nó tốt ha. Dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu câu chuyện đi. Em bắt đầu nói hả chị? Dạ. Dạ. Chị ơi, em thì hôm nay 27 tuổi rồi. Người quê em thì ở Bình Định, còn chồng của em thì 37 tuổi. Anh ấy là người Thanh Hóa nhưng mà hiện đang công tác ở trên Sài Gòn á, còn em thì làm ở Bình Dương. Xong hai vợ chồng em cưới nhau 6 năm á chị ạ. Rồi xong sau đó thì em có một đứa con, xong cái em mới ở nhà.
sinh sống rồi nuôi con, trong khi đó chồng em là kinh tế chính của gia đình. Yeah. Mà ở trong này thì phải thuê nhà đó chị. Yeah. Xong cái chồng em mới nói là thôi thì bây giờ một mình anh ấy làm không đủ chi phí, xong mới đưa hai mẹ con em về Bình Định á. Yeah. Anh ở trong này anh đi làm, em ở hai mẹ con em ở ngoài đó, thì nói chung gia đình em cũng nghèo, không có khá giả gì mấy. Xong cái một tháng thì có tháng anh gửi, có tháng không, thì nhiều khi cái gì cũng phải cần đến tiền. Xong em ở nhà em nuôi con đến khi con em nó 4 tuổi á chị ạ. Yeah. Em mới đi, em mới cố gắng em đi làm thêm để kiếm tiền. Thì cái thời gian đó em đi làm á thì nói chung cái đoạn đường em về rất là vắng á chị. Yeah. Cái đường em về thì gần cái con sông nữa, cho nên hôm đó thì em nói thiệt đó là em có về cũng bị cái người nào ở đâu á họ cưỡng hiếp em, nhưng trong khi đó em cũng muốn kêu cứu á mà không có ai cứu á chị ơi. Ở đó rất là vắng người mà gần sông nữa, và em cứ nghĩ là chắc là không sao. Sau này đến khi mang bầu đến 4 tháng á chị, em mới biết là em có thai á. Rồi là đang lúc đó là đang ở người quê nha chị. Yeah. Rồi lại chỉ là Tết á là chồng em có về, xong cái mới đưa lại em vô trong này để làm, còn con đứa lớn thì để ngồi quê cho ông bà ngoại trông. Thì vô trong đây á, vô tình mà em mới biết được là em đang có bầu á chị. Xong cái lúc đó thì hai vợ chồng em cũng có chuyện vợ chồng đó chị. Yeah. Xong em cũng nghĩ là chắc là cái thai đó là của chồng em, xong chồng em cũng biết, xong mới nói là thôi để bây giờ có bầu rồi làm sao làm. Em mới đi nhiều quê chị, về quê tới đầu xong cái đi siêu âm mới biết là 4 tháng á chị. Xong cái sau này sinh nó ra thì sinh cũng muộn á, xong biết sau này chồng em mới nghi ngờ. Thì em lúc đó thì em mới biết là không phải là con của chồng em. Rồi xong cái chồng em nghi ngờ mới điều tra hỏi, thì em cũng nói thiệt đó chị, nhưng mà chồng em không có tin, cứ nghĩ là em vậy người kia đó chị. Yeah. Rồi xong cái sau này á là anh ấy ít khi anh nhắc lắm. Rồi xong cái bây giờ con em là nói chung cái đứa lớn thì 5 tuổi rồi, còn cái đứa nhỏ thì để cho bà ngoại nuôi. Xong em mới đưa cái đứa lớn vô trong này là khoảng 2 năm nay chị ạ. Yeah. Đó, 2 năm nay em vẫn đi vô, em đi làm bình thường, nhưng mà em đi làm về khuya quá không rước con được, cái đứa lớn mới gửi về ngoài Bắc là quê ở Thanh Hóa nha chị. Rồi xong cái khoảng thời gian gần đây là nửa tháng này nè chị, là anh đi làm ít khi về nhà lắm, mà hình như là cũng có bồ ở bên ngoài á. Tại vì thời gian trước á là em cũng có thấy tin nhắn rồi nhiều lắm. Yeah. Rồi xong em cũng không có nói gì hết, bởi vì trong cái trường hợp như em như vậy là em không cách nào để nói lại chồng em được, vì em nghĩ là em không có. Rồi xong cái một thời gian gần đây á, ổng cứ hay chửi bới em lắm, nói là nhắn tin em ở trên Sài Gòn, nhắn về Bình Dương á là kêu em là đi chết đi. Rồi xong á, nói chung là chửi em rất là tầm tệ. Rồi sau đó là mới nói em á về nhà, xong cái chửi em xong cái nói là bây giờ mày hãy chuẩn bị tâm lý đi á, là tao không sống với mày cả đời được, vì mày là con điếm con nỉ lằn lò vậy đó. Thì em vẫn chấp nhận, em không có nói lại chị hết chị ơi. Rồi xong cái bây giờ ổng nói là trong khi đó con đứa lớn thì ở ngoài Bắc là quê chồng em đó chị. Yeah. Ổng mới nói là con á là bây giờ để đó tao nuôi, tao không muốn sống với mày nữa, sau này con lớn lên á tao sẽ nói về hậu quả của người mẹ nó cho con em nó nghe. Nhưng mà em nói thật với chị là giờ em không muốn ly hôn, thứ nhất. Thứ hai nữa là em vẫn muốn sống với vợ chồng với đứa con em từ hồi nào tới giờ đó. Trong khi đứa nhỏ thì em không có nuôi, hiện tại bây giờ ông bà ngoại nuôi, em chỉ sống ở đây chỉ có một mình thôi chị ạ. Đó, cho nên bây giờ ông cứ về đòi ly dị với em, mà trong khi tiền bạc thì ông không đưa, nhưng mà tiền thì ông vẫn gửi về nuôi đứa lớn, còn cái đứa nhỏ thì không phải con ông, thì em tự em lo chị. Cho nên bây giờ em muốn cô Mai tư vấn là em không muốn ly hôn với chồng, với lại là ông nói với em là luật pháp tao nắm rõ trong tay, thì con là bây giờ quyền của tao nuôi, mày không có được nuôi. Mà chị ơi, em tết này em muốn về thăm con của em á, nhưng mà chồng em không có cho gì, em rối lắm, em cũng biết làm sao. Thứ nhất, thứ hai nữa em không muốn ly dị, em cũng không muốn con em sau này khổ đó chị ạ. Không muốn ly dị là vì không muốn con sau này khổ. Dạ. Nhưng mà sống như vậy thì con có sướng hơn không? Thì nếu như sống mà có mẹ có cha đầy đủ thì nó phải đỡ hơn chứ chị ạ. Nhưng mà mẹ cha không có hòa thuận, và nếu hai người ở chung mà anh có những cái câu nói với bạn như vậy, yeah, anh xưng hô như vậy, anh chửi bới bạn như vậy trước mặt con bạn, thì nó có hạnh phúc không? Dạ, yeah, em biết rõ cái điều đó chị. Nhưng mà em nói với chị một
lương tâm của một người mẹ, em không muốn mất con. Nhiều khi em biết là nghĩ điều đó sẽ không tốt cho con, vì bởi vì nó còn nhỏ mà nó ảnh hưởng tới vấn đề đó là không có tốt, nhưng mà em lại không muốn mất con vậy ạ. Dạ vâng, có lẽ là mình sẽ nghe cô Mai chia sẻ nhiều hơn ha. Dạ. Biết là bạn đang rất là rối, nhiều vấn đề. Vâng, dạ con mời cô ạ. Cảm ơn Phương Huyền. Dạ. Vừa rồi thì cô đã nghe tâm tình của con. Dạ, con chào cô. Dạ, cô chào con. Cô cũng dạ. hiểu rằng con đang rất là rối. Dạ. Tuy nhiên thì lúc đầu hai vợ chồng con lấy nhau thì lúc đó con có đi làm không? Dạ, con vẫn đi làm bình thường cô ạ. À. Dạ. Thế thì khi mà con có thai, con nuôi con thì con bắt đầu con mới nghỉ đúng không? Đúng không? Dạ. Nè, con gái, con đầu con là con gái hay con trai? Dạ, cũng con gái cô ạ. À. Ừ, cháu đầu con gái phải không ạ? À? Dạ. Còn cháu thứ hai? Dạ, cháu thứ hai vẫn là con gái cô. Dạ. Như vậy là cả con thứ nhất và con thứ hai là được hai cô gái, đúng không ạ? Dạ. Ê, cháu gái thứ hai được mấy tuổi rồi ạ? Dạ, cháu gái thứ hai là gần 3 tuổi cô ạ. À. Dạ. Rồi, thì trong suốt cái thời gian mà con nghe lời chồng con về Bình Định á, thì dạ. con có nói là chồng con tháng gửi tiền tháng không. Và dạ. lúc đó con có nói rằng gia đình cha mẹ con rất là khó khăn. Dạ, gia đình con vẫn biết cô ạ. À. Rất khó khăn đúng không con? Và lúc dạ, dạ. 3 năm, 4 năm con nuôi cháu như vậy đó thì hoàn toàn không làm gì hết. Dạ không, con chỉ ở nhà nuôi con không cô ạ, à, khổ. Đi làm con cũng bị á. Dạ, cho nên khi mà con bắt đầu đi làm thì thay vì dạ. người ta đi vào trong này để người ta làm chồng đâu vợ đó, phải không con? Thì con dạ, lại đi rồi. Làm ở quê con. Và dạ. cái khung cảnh mà con tả cái chuyện mà con bị cái chuyện xấu nó xảy ra đó, dạ. chuyện ngoài ý muốn đó, thì chắc chắn là con ở cái nơi heo hút. Dạ. Đáng lẽ ra đó là con giống như những cặp vợ chồng khác, thì con nhìn xung quanh anh chị em công nhân mình nè, thì dạ. người ta cũng làm sao, người ta cũng đi làm, con người ta cũng gửi nhà trẻ, người ta cũng làm mọi cách người ta khắc phục. Còn đây hai vợ chồng con chỉ mới có một cháu thôi. Dạ. Nhưng mà mình không có cái tổ chức cuộc sống gia đình cho nó hợp lý. Hiện giờ thì chồng con đang làm việc ở đâu? Dạ, chồng con đang làm ở Sài Gòn á cô, mà anh á dạ. là đi thầu xây dựng á cô. Nhưng dạ. mà tiền của anh ấy làm ra, nói chung là từ cái lúc mà con sinh em bé ra là cô thử nghĩ á, là con cái thời gian á con ở nhà, con đi làm xong con lấy tiền sinh rồi con nghỉ ở nhà con nuôi con. Rồi yeah. anh ấy làm ở một tháng á, thì nói chung là 5-6 triệu. Mà cô cứ thử nghĩ đồng tiền ở trong đây á, là rất là bấp bênh á. Đi làm yeah. thì anh đưa con chi phí nào, tiền ăn tiền uống tiền nhà cọ. Con á, thì sữa cái này cái gì cũng phải mua á cô. Là tháng anh đưa là cũng gần tới tháng á, nhận lương là đã hết rồi cô ạ. À. Nên anh không có hiểu cho con. Kiểu nhiều lúc con cũng muốn có dư lắm cô, nhưng mà anh cứ nói con á là làm mày làm không có biết chứ, tao làm gì nhiêu mày xào hết nhiêu không có có dư. Mà con cho cô hỏi thôi, cho cô xin cắt lời con là từ dạ. xưa lúc mà đang ở với nhau cũng vẫn mày tao chi tớ như vậy hả con? Dạ đúng rồi cô ạ. À. Cái tính của anh nó rất là cọc cằn, mỗi khi mà nóng lên là hay mày tao lắm, thậm chí có mẹ của con ở đó luôn cô ạ. À. Bình thường thì lúc con yêu con lấy anh thì là người như thế nào? Dạ cái lúc bình thường thì nói chung thì cũng không nói, theo những cặp vợ chồng khác á thì con không có hạnh phúc mấy đây bằng những người ta, nhưng mà con cái tính của con rất là thương chồng mà lo cho gia đình, nên là dù gì khổ mấy con vẫn chấp nhận cho qua tất cả. Dạ con khổ mấy con cũng cho qua, và chính vì vậy cho nên chồng con nói con về quê là con cũng nghe lời con về quê. Dạ mặc dù mình thấy nó không hợp lý. Dạ đúng rồi. Và chính khởi nguồn của cái bi kịch của con hiện giờ đó là do chính cái việc mà mình thiếu tỉnh táo trong việc mình tổ chức cuộc sống gia đình. Dạ. Nếu như mà con cứ tưởng tượng coi, con về chừng 6 tháng là đã bất thường rồi. Ở đây con ở hẳn mấy năm trời luôn. Và mấy năm trời đó thì chồng con cũng gửi tiền cũng có khi có khi không. Có nghĩa là xa nhau thì vẫn là xa, thực tế là như vậy. Nhưng giải quyết vấn đề thì nó chẳng có thực tế tí nào hết. Và cuối cùng là con gặp cái bi kịch mà không ai ngờ tới. Đó. Và con nói thì mọi người cũng thông cảm với con là bởi vì một người phụ nữ đã từng mang thai đẻ con rồi mà khi mà gặp chuyện như vậy cũng không có một cái biện pháp gì để đề phòng cho mình. Thì đấy là những cái đáng tiếc. Nhưng mà cô thì cô chẳng trách con, nói chuyện nó đã xảy ra rồi. Đúng không? Nhưng mà mình không có cái kiến thức để mà mình có thể trước một cái sự việc ngoài ý muốn như vậy, thì người ta vẫn còn có những cái trường hợp người thai khẩn cấp.
Con hỏi hình dung ra không? Dạ. Nhưng mà con lại không có gì hết. Và chính vì vậy cho nên là con có thêm một đứa con. Và bây giờ rất cô quan tâm là cháu nó có được khai sinh hay không? Dạ có, vẫn khai sinh bình thường cô ạ. Và ba chồng của con vẫn chấp nhận cháu đúng không? Vẫn khai sinh cho cháu. Vẫn con thì nói chung con sinh ở người quê, rồi xong là con ở người đó tự con đi khai sinh luôn. Rồi khi mà ổng thấy tờ khai sinh đó là khai vẫn khai với họ của ổng thì ổng cũng nói gì cô ạ. Dạ. Như vậy thì rõ ràng là chồng con đã chấp nhận cho cháu một cái khai sinh, một cái lý lịch đúng không nào? Dạ. Đó thì tới đó là mình đã thấy là mình đã phải chấp nhận rồi và chồng con cũng đã nhượng bộ một bước, chứ có nhiều người họ cũng không chấp nhận chuyện đó đâu. Dạ con biết nè. Đó, cho nên cô mới nói với con chỉ có một cái điều á là hiện giờ đó cái chuyện mà nó cứ xảy ra liên tục làm cho người chồng bất an về con á, người ta thậm chí người ta có thể nghi ngờ cái phẩm hạnh của con mà con chẳng chứng minh được cái gì hết. Con không có chứng minh được, cho nên ngay cả bây giờ đó chồng con có thể là không còn yêu con nữa, bởi vì càng ngày càng sống mà không có tin nhau thì làm sao mà sống được. Cho hồi nãy đó là chị Phương Huyền chỉ có hỏi con một câu là thế bây giờ đó là mình không muốn con mình khổ vì cháu lớn thì ở với ông bà nội. Và con cũng không muốn ly hôn, nhưng ở đời có nhiều cái con không muốn á thì đâu phải mình lúc nào mình cũng thay đổi được. Ví dụ như cái hồi mà khởi đầu của cái việc mà vợ chồng sống với nhau không có hợp lý đó, đó tức là khi mà chồng con yêu cầu con phải về quê Bình Định ở đó thì con lại răm rắp con tuân theo. Con thấy không nào? Chứ nếu lúc đó con thấy là con vì con muốn gia đình con không muốn cho con cái con khổ, con không muốn gì hết, có vợ có chồng có con có cái thì chắc là con phải xử lý nó khác rồi. Cho nên là mỗi một cái giai đoạn mình có một cái gọi là cái suy nghĩ nó chưa thấu đáo con à. Dạ cô à, con thì nói chung con mới 27 tuổi thôi mà cái lúc đó thì con còn quá trẻ chứ sao với cái tuổi đó con cũng còn bồng bột lắm cô ạ. Nên là nói đâu thì con đi đó vậy thôi. Cô mừng là con nhận ra được cái mà quan trọng nhất của một con người, đó là lúc đó mình lập gia đình mà mình còn quá trẻ. Và tại sao mà cô nói với con, ngay cả cái việc mà hồi nãy một bạn gái chia sẻ với mình rất là chân thành đó là hai bạn ấy yêu nhau và vượt quá giới hạn, rồi bây giờ vì chính cái điều đó mà lại trở thành cái áp lực khiến cho bạn ấy tiến thoái lưỡng nan, tức là tiến tới thì không được mà lui á thì bây giờ cũng rất là đau khổ. Nhiều khi chỉ vì những cái gọi là mình trao cái tình yêu của mình nó không đúng nơi đúng người, cho nên mình phải chịu những cái hệ lụy đau khổ. Và thông qua những cái việc như vậy để thấy rằng là các bạn gái khác trước khi mà quyết định chung sống trước hôn nhân á, quan hệ trước hôn nhân á, thì hãy cẩn thận trước những cái hậu quả mình có thể gặp tới đó. Và bạn có đau khổ của bạn, còn con là người vợ có chồng, thế thì con lại có cái đau khổ khác. Đó là gì ạ? Là con nhận ra được là mình lập gia đình quá sớm đi. Cho nên khi đó chồng nói mình sao mình nghe vậy mà không hợp lý mình cũng nghe luôn. Đó thì con có kể một chi tiết mà cô lưu ý là lúc mà con về quê đó thì có phải là chồng con gửi tiền cũng không có đều đặn đúng không con? Và như vậy đó thì xem ra lâu lâu mới gặp nhau. Trong 4 năm trời con ở ngoài quê đó là lâu lâu mới gặp chứ đâu phải lúc nào cũng gặp nhau. Tới Tết trước khi lỡ mới về cô ạ. Cho nên cô mới nói với con rằng là chính cái sự xa cách đó người ta cũng hoài nghi, rồi con lại ở trong cái bối cảnh là con bị một cái tai nạn ngoài ý muốn như vậy thì lại có hậu quả. Cho nên ta từ chuyện này ta suy ra chuyện kia và tình yêu nó bắt đầu nó giảm sút đi. Con biết đó là lòng tự trọng của đàn ông nó rất là cao, nhưng mà con nói ra thì đồng ý không có ông nào mà có thể tin để lại được. Nhưng mà giờ con không có gì để con chứng minh cả. Không, thực ra thì cô nói với con là cái chuyện con có quan hệ bất chính hay không thì chỉ có con là người biết. Dạ đúng rồi. Và cái điều đó nếu con không làm bậy thì con lương tâm con không có gì cắn rứt cả, mà đó là cái hậu quả của cái việc không may mà con phải chịu. Thì cái chuyện đó mình không thay đổi được rồi. Cho nên nó bây giờ con thấy không, cuối cùng á con nói không muốn, con không muốn con khổ, nhưng cháu lớn bây giờ là sống yên ổn dưới bên bà nội rồi, cháu nhỏ con cũng gửi cho bà ngoại. Tóm lại là mình suy nghĩ thì mình nói mình không muốn con mình khổ, nhưng trong thực tế thì cả hai cháu có được ở gần mẹ đâu. Đúng ra đó là bây giờ cháu lớn hay cháu bé thì nó cũng đều thiếu thốn tình cảm của mẹ hết á. Nhưng bây giờ nó có một cái con cần phải cân nhắc là nếu như bây giờ chồng con cứ kiên quyết ly hôn thì theo con á, con có giữ được chồng con không?
À cô ơi, ảnh cứ ổng về ổng nói con á là mày cứ đưa đơn đi, tao sẽ ký cho. Bây giờ tao không có muốn sống với mày cả đời nữa. Đó, bây giờ lực pháp lên nắm rõ trong tay. Bây giờ mày không có được nuôi con đâu. Và sau này cả con lớn lên á, tao sẽ nói về tình trạng của một người mẹ đó cho con nó biết. Và ảnh cũng không cho con về thăm con luôn cô ạ. À, thậm chí tớp này nè. Thì cô đang nói với con đó là ở đây đó chồng con nói chồng con biết luật, nhưng mà thực ra nếu chồng con biết luật thì chồng con đã tự động để chồng con làm đơn ly hôn chứ đâu cần bắt con làm đơn. Con hiểu không? Một trong hai người được quyền đơn phương ly hôn chứ làm sao bắt con được. Cho nên chồng con nói vậy nhưng mà nó không phải là giống như vậy. Vì vậy cho nên con yên tâm là con không làm đơn. Còn nếu chồng con kiên quyết không còn yêu thương con nữa và cư xử với con cũng không tôn trọng con đúng như là một người đầu ấp tay gối với mình, thì chồng con cứ quyền cứ đem đơn ra tòa. Bởi vì tòa sẽ xử khi mà thấy đúng là hôn nhân không hạnh phúc, chà đạp nhau ha. Cô ơi, nhưng mà nếu như là ổng đưa đơn á, con có hỏi thăm những cái chị lớn á, họ nói con chỉ là người thua, tại vì có cái đứa con nhỏ họ nói con chỉ là người thua. Con ở đây đó, cô xin nói với con điều này, thì người ta nói khi hết lý hết tình thì đến lý. Dạ. Không phải là thua, mà vấn đề ở đây người ta không còn thương mình nữa, người ta muốn rũ bỏ. Thì lúc này đó anh ta nói anh ta hiểu luật, anh cũng chưa có đưa đơn mà nói con đưa đơn, mà con thì con không ly hôn thì con đâu có đưa, đúng không nào? Vấn đề ở đây là việc con làm, con tích lũy tiền để nuôi cả hai cháu, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó là chồng con không đưa đơn thì tại sao con lại phải lo tới chuyện ly hôn? Còn chừng nào chồng con đưa đơn ly hôn mà chồng con chứng minh trước tòa được là chồng con không còn yêu thương con nữa, và như vậy tòa xử cho tụi con ly hôn, thì mình phải chấp nhận thôi. Bởi vì chồng con có lý rằng là cái chuyện đây không phải là con của chồng con, bây giờ chồng con hết yêu con rồi, hôn nhân không hạnh phúc, thì tòa có thể xử, chứ ở đây không phải thắng thua gì hết á. Con đừng nghe ai hết á, thấy không? Mà cái quan trọng là cái này nè, là người ta không muốn ở với mình nữa, thì cho nên ông bà mình nói là ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tính giữ cho bồi bậu, cho rồi bậu đi, đúng không nào? Yeah. Thế thì bây giờ là cái chuyện thực tế là rõ ràng đây không phải là con ảnh, và khi người ta muốn vin vào cái lý như vậy thì tòa sẽ xử thôi. Còn vấn đề con được nuôi con như thế nào thì cái này mình phải ra pháp luật cụ thể, lúc đó người ta mới phân ra cho con. Một là con có khả năng để con có thể nuôi con được không về kinh tế đó. Thứ hai là vấn đề sức khỏe. Thứ ba là vấn đề đạo đức. Thì cái đó tòa người ta sẽ xử cụ thể chứ không có nghe ai cả. Con hiểu không? Dạ. Cô, tại vì á, con có hỏi mấy người lớn á, họ nói là bây giờ luật pháp á là đưa ra là cái quyết định mới là cha có quyền nuôi con á, bởi vậy con cũng sợ á cô. Cô nói với con điều này nhé, cô đang nói với con đấy. Dạ. Thứ nhất, luật pháp là phải ra tòa chứ không nghe người lớn. Người lớn là người nào? Người lớn đó có học luật không? Yeah. Bản thân ngay cả cô bây giờ con hỏi cô cũng đâu có dám nói, bởi vì đó không phải lĩnh vực của cô. Con hiểu không? Cho nên không có hỏi. Phải tập trung vào giữ gìn sức khỏe mà lo làm ăn, để cụ thể là nuôi con mình ha. Còn nếu như mà vợ chồng không có thể có hạnh phúc, đem lại cho nhau cái sự bình yên á, chà đạp đánh đập rồi thiếu tôn trọng nhau, xúc phạm nhau, thì ta dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Nhưng mình còn con còn cái, nếu may mắn thì được nuôi cả hai cháu, còn nếu không thì mỗi người nuôi một người con. Và cái đó là cái giá phải trả cho cái việc ngay từ đầu cô đã nói rồi, là cái tổ chức cuộc sống gia đình của mình nó không hợp lý. Tức là con không có một cái hiểu biết gì về cái cuộc sống hôn nhân mà con đang sống. Cho nên chồng con nói gì con nghe nấy. Và con đã thú nhận là tại vì lấy trẻ quá cho nên không biết. Và rồi hậu quả nó là 3-4 năm trời, khi vừa bắt đầu đi làm lại gặp một cái bất hạnh như thế. Cho nên không ai trách con, mà trách chăng là gì? Là mình chưa hiểu biết, chưa có trang bị kiến thức về tình yêu, về hôn nhân như thế nào. Thì cứ vui vẻ là gái lớn lên, trai lớn lên gặp nhau là lấy thôi, mà không biết rằng là chuyện gì nó sẽ chờ đợi mình. Và mình chuẩn bị một cuộc sống gia đình thì nó đòi hỏi những cái kỹ năng và cái hiểu biết gì. Thì nếu có đáng tiếc thì đáng tiếc nhất là cái điều này. Chứ còn bây giờ có mấy điều cô cần giải tỏa cho con. Cô nhắc lại, một, nếu con không làm gì sai, đó chính là cái tai họa mà con gặp phải, một cái tai nạn đó con gặp phải, thì con không có gì phải băn khoăn hết. Vì chỉ có lương tâm con biết là con có sống đoan chính hay không. Con đồng ý với con nào? Dạ. Thì cái đó là mình không có gì hết, đây là tai nạn.
mà đã là tai nạn thì làm sao mình đề phòng được, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, mà thông qua câu chuyện của con để giúp cho những người khác, người ta suy nghĩ rằng đã từng sanh con một lần rồi mà mình mang thai tới 4 tháng mình không biết là mình có thai thì dạ cô ơi, này thì nó như thế nào? Dạ cô, con nói nè, tại cái hồi đó là cô, con bị cái bao tử đó, nó bị bao tử rất là nặng, nó hay ói mửa, với lại kinh nguyệt của con không đều, hai tháng mới có khi hai tháng hơn hai tháng mới có một lần đó, vì chính vì thế mà con lại chủ quan, con nghĩ là chắc là vì do bao tử nó mới dẫn đến vậy thôi cô ạ. Tại vì cho nên cô là con đã bị rồi. Cô nói với con đó, ngay cả sau cái tai nạn nó xảy ra, nếu như con có một cái sự ý thức hiểu biết về cái gọi là sinh sản đó, thì chắc chắn là con sẽ có một cái biện pháp để không xảy ra đáng tiếc. Nhưng bây giờ dẫu sao chăng nữa thì con đã có một đứa con rồi, và điều đó con không thể chối cãi được và cũng không thể phủ nhận được, đúng không? Vì vậy cho nên đó là con mình, đó là con mình. Và hiện giờ thì bà ngoại đang hỗ trợ ông bà ngoại nuôi cháu. Bây giờ vấn đề còn lại là con nên chân thành ngồi nói chuyện với chồng. Nếu thực sự chồng con dứt khoát là không muốn ở với con nữa, thì con ông bà mình nói mà, giữ người ở lại làm sao giữ người muốn đi. Cho nên con phải chấp nhận cái thực tế đó và bàn bạc với nhau rằng nếu vợ chồng không duyên không nợ, không thể ở với nhau được thì thôi ta dừng ở đây. Nhưng cha là cha, mẹ là mẹ, muôn đời là vậy. Bây giờ nếu như chồng con có cấm không cho con về thăm thì sau này cháu nó lớn lên nó vẫn đi tìm mẹ như thường. Cho nên con đừng lo chuyện đó. Cô chỉ e rằng là con sống không xứng đáng làm mẹ của cháu thôi. Chứ còn dù mình ở trên trời góc biển nào, nếu vì cái hoàn cảnh mà chồng con cũng muốn là nuôi cháu tử tế, ông bà nội nuôi cháu tốt thì cũng đâu có sao. Nhưng cái quan trọng là gì ạ? Khi cháu lớn lên thì cháu sẽ phân biệt được phải trái. Chứ không phải là đáng sợ như con nghĩ. Cho nên đừng có dây cà nó ra dây muống. Nhưng cuối cùng là chẳng nhận thức được cái gì cả và nó cứ rối lên thôi. Nói con ha. Cô, con sợ cái vấn đề này nè. Tại vì là nếu như bây giờ nó sống ở bên nội á, rồi sau này cha ông tất nhiên cái bên đó họ nói là nó sẽ nghe lời, sau này nó sẽ hận con á, rồi nó sẽ không đi tìm con thôi đó, bây giờ như thế này con nhé, cô không nói nhiều với con nữa, cô chỉ nói rằng đừng sợ người ta nghĩ sai về mình, chỉ sợ mình sống không đúng thôi. Con nhà con sống bình thường, con làm lụng vất vả, thậm chí sau này con có quyền đi bước nữa tử tế, con nó không trách con được. Còn người nào mà nói không đúng sự thật thì người đó mới chịu trách nhiệm. Còn đối với đứa trẻ đó, cháu nhỏ rồi cháu lớn chứ không phải nó bé mãi đâu. Và chắc chắn đến thế hệ của cháu nó sẽ không có ngây thơ hồn nhiên như con. Cháu nó sẽ phân biệt được. Cho nên cô chỉ nói lại với con rằng việc bây giờ trước mắt con hãy đối thoại với chồng con một cách chân thành, một cách xây dựng. Còn nếu như không đạt được mục đích thì có chia tay nhau cũng phải chia tay cho nó đàng hoàng tử tế. Còn con gái đó thì phân chia theo có pháp luật phân xử, chứ không phải mình đi nghe người này nghe người kia con ha. Mà phải lắng nghe. Thứ nhất là hai vợ chồng lắng nghe nhau. Thứ hai là nếu không còn tình cảm nữa thì chia tay cho đàng hoàng. Và cái thứ ba là không bao giờ sợ mất con, bởi vì con là con của mình. Ai nuôi dưỡng không quan trọng, mà đó chính là máu thịt của mình. Cô chỉ chúc con làm sao đó để càng ngày càng nghe nhiều chương trình, càng học thêm để mình sống nó tốt hơn và được hạnh phúc cho con. Dạ vâng. Với câu chuyện này thì như Phương Huyền đang hỏi bạn ngay từ đầu, Huyền nghĩ rằng là mình thẳng thắn trả lời những cái câu hỏi, khi mà cái người bên ngoài nhìn vào thì bây giờ nó cũng sáng hơn. Và cô Mai cũng đã tư vấn rất là kỹ, bởi vì nó không phải là quá khó để mình đi đến cái quyết định. Nếu mình thực sự nghĩ nó là mình nghĩ cho con, như Phương Huyền nói đó, cuộc sống nếu mình ở trong một cái gia đình như vậy thì chắc chắn có thể nó sẽ còn làm tổn thương tới con cái nhiều hơn, khi mà cái cách cư xử của cha mẹ nó không có đúng. Đó là những cái điều mà rất mong rằng là bạn phải suy nghĩ thật là kỹ. Năm nay bạn mới 27 tuổi thôi, con đường còn rất là dài. Thì quan trọng nhất vẫn là sống cho mình, cho con. Vâng, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya hôm nay cũng không còn nữa rồi. Và tuần sau thì chúng ta gặp lại nhau, sẽ là bước sang năm 2015. Hy vọng rằng là mọi người sẽ có những cái ngày nghỉ sắp tới ấm áp bên gia đình. Và với Trò Chuyện Đêm Khuya thì chúng ta sẽ được gặp nhau vào năm mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.